Bên mình cũng bị tĩnh hả? Nào đọc cho cô một đáp án nào đây nhỉ? Bài này về nhà làm chưa? Con có kiểm tra mail không? Cô gửi mail hôm qua ấy. Hôm qua em vào mail không thấy cô. Chắc cô gửi hơn muộn. Nghĩa là cô gửi là sáng nay hoặc là bạn có thể làm thế thì bây giờ làm cho cô bài này. Bài này nó cũng vẫn chỉ là về phần phần A này, phần E, phần A rồi thì phần ED ấy. Nhưng mà có thể bỏ qua cho cô câu này. Câu 5 này thì có thể bỏ nhá. Bây giờ cố làm cho cô 1, 2, 3, 4 được chưa? Làm cố trong vòng 2 phút thôi. Phần này học hết rồi đấy. Được chưa? Học hết rồi nhá. Tao nãy giờ gần 2 phút rồi đấy. Làm nhanh lên nào. Áp dụng cái phần đã ghi chép về ED nhá. Nào con ơi nhanh lên đi, hơi chậm rồi đấy. Áp dụng đúng những cái gì đi, mẫu câu ED. Cái phần ED cách phát âm đi.
bây giờ chữa nhá. Page, cái này là âm AE này. Page, information AE này, pavement AE này, transport, đúng rồi, turned D này, crossed T này, described này, terrified, okay, celebrated, cái này thì dễ rồi này, cái này nó đọc nhỉ, bread, bread được chưa, instead, spread, cái này là great, phải là đáp án D. Bây giờ hỏi đây, pavement nghĩa là gì nhỉ? Pavement nghĩa là gì? Pavement là cái vỉa hè nhá. Được chưa? Bây giờ lại quên mất rồi, terrify nghĩa là gì? Terrify. Sợ hãi. Tiếp nào, transport nghĩa là gì? Transport nghĩa là phương tiện công cộng. Phương tiện thôi chứ không phải công cộng nhá. Phương tiện thôi, phương tiện giao thông thôi. Bây giờ làm bài này nào, tìm và sửa lỗi sai. Tìm xong luôn nhá, sửa luôn cho cô. Nào câu một sửa đi, terrifying phải sửa thành gì? Terrified. Câu hai, despise thành gì? Auto. Câu ba, bored thành gì? Boring. Tiếp câu bốn nào? Câu bốn là despise. Despise. Câu năm, shocking. Okay, shocking. Thêm gì? Nói cách đánh vần của nó ra. Stop. Nghĩa là bạn viết từ đấy như nào? Ok. Sai. Nói với người, người cảm thấy rất là gì? Rất là sốc, phải là shock thêm ed chứ. Chủ ngữ người này. Ai biết đi đâu cho đồng hồ. Bây giờ mình sẽ ôn lại unit 6 nhá. Yes. Chia động từ trong ngoặc, được chưa? Chia động từ. Cái thứ nhất, phải xác định được câu nào là câu bị động, câu nào là câu chủ động, được chưa? Thường câu bị động như thế nào thì chủ ngữ sẽ là gì? Thường câu bị động ấy chủ ngữ sẽ là gì? Vật hay người?
Có nghe được cô nói không đấy? Yes. Thế cô hỏi thì trả lời đi. Thường câu bị động chủ ngữ là gì? Là người hay vật? Thường câu bị động chủ ngữ là người. Vật được chưa? Tại sao gọi là bị động? Ví dụ như cái gì đó bị làm gì được chưa? Ví dụ như là cái ngôi nhà này được xây dựng, được chưa? Có chứ, ví dụ cái nhà nó có tự xây được đâu. Nghĩa là nó là vật, bởi vì làm vật là vật vô tri, không thể tự làm được cái gì nên phải để người cái khác nó làm cho, thì khi đó gọi là bị động. Bây giờ nhá, bạn làm cho cô những câu mà những câu nào cô gạch thì không làm. Mình sẽ làm về thì bị động nhá, bị động về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, được chưa? Bị động hiện tại đơn, quá khứ đơn. Đấy, bây giờ làm cho cô 1, 2, 3 và 8. Thứ nhất là bạn phải xác định được câu nào chủ động, được chưa? Xác định được chỗ nào chủ động và chỗ nào bị động. Đã dạy rồi đấy, thường chủ động thì chủ ngữ sẽ là người, còn thường bị động chủ ngữ sẽ là vật. Đấy, bây giờ đánh lên bảng nhá. Mẫu câu bị động thì phải là to be cộng phân từ 2. Xác định được thì của nó, được chưa? Phải xác định được thì xem nó là hiện tại thì bạn dùng to be là am, is, are, được chưa? Còn quá khứ sẽ là was, were. Phân từ 2 thì học rồi đấy. Nào bây giờ làm câu 1, 2, 3, 8 nhá. Phải xác định được câu nào bị động, câu nào chủ động, được chưa? Được rồi, vừa mới nói xong. David and his father là người hay là vật đây? His father là gì? Là bố của anh ơi. Thế David là người hay là vật? David là người. Thế mà cô vừa nãy, cô nãy giờ cô nói con có nghe không? Người thì phải là câu gì? Chủ động. Còn cái mẫu câu mà be cộng phân từ 2 là dành cho bị động, được chưa? Chứng tỏ nãy giờ con không nghe cô nói đâu. Cái này đã học đi học lại rồi, bây giờ nhắc lại rồi. Thế mà đúng ra là về nguyên tắc là không nhắc lại đâu. Thế mà nãy giờ đã dạy kỹ như thế, đã nhắc lại rồi, vẫn làm sai ngay lập tức được. Bây giờ bạn nó không phân biệt được đâu là người, đâu là vật thì bạn làm kiểu gì? Những cái từ như là father, rồi David, rồi sister, rồi brother mà còn chưa làm, mà còn không biết là người hay vật thì làm kiểu gì? Vậy trời ơi, sao mà con có thể làm như thế được nhở? Chủ động là như nào? Chủ động làm gì có to be? To be phải ở câu tiếp diễn, còn đây là câu quá khứ thì chỉ như nào thôi. Bây giờ dạy cái cách làm bài một cách thông minh nhá. Bây giờ bạn tưởng tượng, bây giờ bạn phải tìm ra được hết tất cả những câu chủ động đi, làm tất cả những câu chủ động đi để không bị nhầm lẫn, được chưa? Hiểu không? Đấy, sau đó mới bắt đầu quay lại làm những câu bị động. Thế là cứ nhớ bị động là to be phân từ 2. Đấy. Còn chủ động là như nào? Là làm như bình thường ý. Chủ động là chia động từ như bình thường ý, như những cái bài chia động từ bình thường ý, được chưa? Tìm tất cả những câu chủ động trước rồi làm hết đi.
Ừ, chứ bạn làm bài bạn có nhìn ở đây không? Tại sao ở đây không có what's visit mà ở dưới lại có, mà cũng là câu gì? Cũng my sister, nghĩa là như nào, là người his father. Làm bài thật sự là có nhìn không đấy? Có nhìn trên nhìn dưới không? Câu này cô không thể, có nghĩa là chỉ cần làm được một câu thôi là những câu dưới gọi là gì nhỉ? Học theo là được. Cái thứ hai là phải nhìn đây này, now nghĩa là thì gì? Now là thì gì đây? Na thì Hiện tại tiếp diễn is studying, được chưa? Nghĩa là bây giờ bạn cứ làm như bình thường thôi, những câu chủ động ý làm như bình thường thôi, chỉ có những câu bị động mới sao? Bây giờ còn câu nào là câu chủ động nữa? Câu số mấy đây? 4, 5, 6, 7 được bỏ rồi nhá. Câu nào là câu chủ động đây? tám Câu 8 được chưa? Thế bây giờ này, đây là thì gì? In 2012 đã xảy ra chưa? rồi Thế là thì gì? quá khứ Rồi thế làm cho cô xem nào. Rồi, tiếp này. Bây giờ thế thì còn lại chúng ta là toàn là những chỗ mà còn chưa làm nhé, đều là gì? Bị động hết, nhưng mà phải nhìn xem này. Đây là thì gì này, được chưa? Rồi always thì là thì gì này, được chưa? Rồi câu này nó chỉ là gì? Cái đại trường đại học này nằm ở quận Thủ Đức. Thế thì cái trường đại học này nằm ở quận Thủ Đức thì nó là một cái gì? Một cái sự thật hiển nhiên, một cái sự thật hiện tại đang có, thì nghĩa là thì gì, được chưa? Thế thì bây giờ bạn làm nốt câu 2 này. Nửa nốt nửa cuối câu 3 xem nào. Tìm thấy vở chưa? Tìm thấy chưa? Tìm thấy cái chỗ đấy chưa? Nào bây giờ nhá, biết bạn là con trai nhá thì thường là không gọi là gì nhỉ? Không chú ý đến chuyện sách vở, nhưng bây giờ cô hướng cô nghe cô nói đây nhá. Bây giờ nghe đây này, cái này không liên quan đến cái này nhá. Nghe thì tưởng là không liên quan đến việc học, nhưng thực chất là nó ảnh hưởng kinh khủng đến việc học của con đấy. Bây giờ cô hỏi đây, những môn chính ở trên lớp là những môn gì? Toán Toán, văn, anh, đúng không? Thế tại sao mà mỗi lần tìm vở anh nó lại khó đến thế? Trong khi nó là một chỉ có 3 môn chính thôi mà, tại sao mỗi lần tìm vở môn anh lại khó như thế? Bây giờ bạn phải nhớ nhá, bạn phải nắm được là những môn gì là môn chính. Để riêng những quyển vở môn chính ra một góc.
được chưa? Toán văn anh phải để riêng ra một góc để mỗi lần tìm cảm thấy dễ dàng. Nhớ chưa? Và mỗi lần cứ đến giờ gì? Cứ đến giờ học tiếng Anh thì sẽ thế nào? Mang ngay quyển vở tiếng Anh ra trước khi cô hỏi. Đã phải mang ra rồi. Không phải là ví dụ mình cứ ngồi đấy mình chơi xong đến lúc mà ví dụ cứ hỏi đến chỗ nào bắt đầu mới mang đi ra lấy quyển vở đâu, phải lấy ngay từ lúc mới học ấy. Để cô nhắc quá nhiều rồi. Bây giờ nhá, cô dạy nhá, cô là cô rất muốn là bạn phải đạt được cái kết quả cao hơn chứ không phải là dạy cho xong chuyện được đâu. Không phải là học cho xong hay là dạy cho xong đâu nhá, mà bạn phải đạt được kết quả chứ. Phải chỉnh đốn lại cái thái độ học tập ngay lập tức. Thứ nhất, để riêng mấy quyển vở môn chính ra. Và đến giờ môn gì là bỏ ngay quyển đấy ra. Được chưa? Trước khi giáo viên lên lớp là phải bỏ ra rồi. Để ngay trước mặt rồi. Có gì là còn ghi chép vào và có gì cần tìm thông tin, cần tìm tài liệu thì có ngay trước mặt. Chứ không phải là đến lúc hỏi đến cái gì bắt đầu mới chạy ra để mà tìm. Không thể như thế được. Bây giờ tại sao học mãi không không tiến bộ thì phải đặt ra câu hỏi là tại sao không tiến bộ? Phải tìm ra giải pháp chứ không phải là bạn cứ học gọi là gì, học cho bố mẹ vui hay là học cho xong chuyện đâu. Học không cho ai vui ngoài bản thân bạn hết. Phải tự hiểu điều đấy. Bây giờ phải có tinh thần tự giác hơn. Cứ đến giờ tiếng Anh, không cần biết học ở cô, học chỗ cô khác, học ở thầy nào, học không cần biết, lúc nào cũng mang đủ vở ra để trước mặt. Đến lúc mà cần một cái là có cái mở ra luôn chứ không phải là cứ đến lúc đấy mới chạy đi tìm. Bạn hiểu chưa? Cái thứ hai này, người đây từ form chứ không phải là từ from đâu, người ta cho cái từ r phía sau mà. Cái nhắc mãi rồi mà cuối cùng mãi không rút ra được kinh nghiệm gì. Bạn nhớ kỹ một điều đây này, là cô sẽ phải không thể để cái tình trạng này xảy ra đâu. Học ở chỗ cô gần 50 buổi rồi đấy, mà bây giờ cô thấy là cái sự tiến bộ nó chậm thì phải xem xét là tại sao nó chậm. Nghe kỹ đây nhá, nghe kỹ như này, nếu lần sau này nào 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 nhìn vào màn hình cái đã, nhìn cô nói chuyện trước cái đã. Nếu lần sau nhá mà cô vẫn còn thấy cái tình trạng gì hỏi đến chỗ nào bắt đầu mới chạy ra lấy vở, không để vở trước mặt nhá, không để vở, không để bút trước mặt thì bạn sẽ phải chép phạt đấy. Chép phạt cô hỏi mẹ, bảo là mẹ làm mẹ chụp ảnh cái bài chép phạt đến cho cô. Chứ không phải là chỉ con phải thay đổi được ngay cái nếp đấy thì con mới tiến bộ được, con nhớ chưa? Khi đi học là phải để sách, để vở trước mặt. Không phải là cứ gì đấy, cứ chờ đến lúc mà giáo viên hỏi bắt đầu mới mang ra thì như thế làm sao mà tiến bộ được. Nhớ kỹ điều đấy nhá. Không phải riêng môn của cô, tất cả các môn học trên lớp, học tại tất cả những nơi học thêm khác bạn đều phải làm cái việc đấy thì bạn mới tiến bộ được. Lúc nào bạn phải đầy đủ sách vở trước mặt. Con phải nhớ, bây giờ mà con chơi thì sau này lớp 9 con khổ. Sau này lên lớp 9 bắt đầu lúc đấy á, kiến thức của con nó rơi rớt, nó hỏng quá nhiều, đến lúc đấy con không thể nào có đủ thời gian để bù đắp lại, để mà bắt đầu vào cái đợt ôn thi lên cấp 3 được. Nếu bây giờ bạn mà chơi thì sau này bạn sẽ rất là mệt mỏi. Bây giờ bạn mà chỉnh đốn, cô không cần chỉnh đốn nhiều, chỉnh đốn ít trước cái đã. Đầu tiên là cái việc gì? Sách vở là phải để trước mặt. Cái thứ hai, vở ghi vào 1 đến 2 quyển thôi, đừng có mà ghi lan man ra quá nhiều quyển xong đến lúc không biết đâu mà lần. Kiến thức là phải tổng hợp vào 1 đến 2 quyển vở thôi. Nào, nãy giờ có nghe cô nói gì không? Nhớ kỹ đây nhá, đừng có tỏ thái độ hay là đừng có cảm thấy
bực mình. Vì nếu như con không nghe cô bây giờ thì sau này con sẽ hối hận thôi. Đến lúc sau này con lên lớp 9, con học xong bắt đầu con bị á, kiến thức của con nó không ghi vào đúng, tập trung vào một quyển vở, về sau con không tìm ra đâu. Xong rồi về sau lúc con bù đầu con rối óc lên để bắt đầu con gì, con chạy đi ôn thi, lúc đấy không kịp đâu, đảm bảo 100% luôn. Cái thứ hai ghi chép là phải ghi cẩn thận, không phải là ghi díu dít lại với nhau, mà như nào cứ ghi xong một cái từ mới là phải cách ra một dòng, cứ ghi xong một cái mẫu câu phải cách ra một dòng để nhìn cho nó gì, nhìn cho nó rõ từ mới nào. Quan trọng thì lấy cái bút dấu hay là cái bút đỏ khoanh vào, còn cái gì mẫu câu cũng lấy bút đỏ hay là lấy một cái bút chì gì đấy khoanh vào nhìn cho nó rõ. Học mà không có theo hệ thống ấy, viết ghi chép mà không cẩn thận ấy thì không thể nào mà tiến bộ được. Cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều rồi nhá, lần nào cũng để cô nói quá nhiều. Đấy, nên là bạn có sợ đâu. Nói mãi rồi. Nhắc đi nhắc lại rồi là vở phải để trước mặt. Thế mà từ tháng này qua năm nọ, từ tuần này qua tuần kia, lần nào cũng cứ đến giờ là bắt chạy đi tìm vở. Không thể để như thế được. Học ở trên lớp có chạy đi tìm vở được không? Ai cho đứng ra ngoài chỗ mà chạy đi. Học ở nhà mà cũng thái độ mà không như học ở trên lớp thì cũng không được đâu. Học thêm thì cũng cần phải gì? Cũng cần phải nghiêm túc. Không nghiêm túc thì làm sao mà đạt được kết quả, chỉ kiểu phí tiền thôi. Đề nghị từ nay trở đi nhá, học hành chưa cần biết là làm bài có đúng hay không, nhưng mà cứ nhìn thấy chạy đi tìm vở là báo cáo với mẹ, bảo mẹ cho chép phạt. Vở trước giờ học là con phải để ngay trước từ đấy rồi. Nhưng bạn nào mà bạn ý quá giỏi hay là bạn ý gọi là quá là xuất sắc rồi thì người ta còn bỏ qua, chứ mình đây hiện tại nhá, mình đang quên bài rất nhiều, mình đang không tập trung, mình đang rất là lơ mơ, mình vì là mình không tập trung rồi thì mình phải có một cái gì, một cái quyển vở. Bây giờ nhá, đã hướng dẫn đây những câu còn lại. Thứ nhất sử dụng bị động, thứ hai cô gạch chân cái dấu hiệu nhận biết rồi nhá. Đấy, bây giờ câu 3 nhá, cũng là gì, bị động ở hiện tại đơn, được chưa? Bây giờ làm nốt xem nào, xem có đúng không. Viết chính tả tuyệt đối đúng vào nhá, chính tả ở đây không có gì để mà phải sai cả đâu. Làm nốt xem nào.
Xong chưa nào? Nào bây giờ cô hỏi đây nhá. Ví dụ như câu này to be phân từ 2 nó ở quá khứ đúng không? Nhưng mà ở câu này always là thì gì? Hiện tại thế bây giờ đây là câu bị động đúng không? To be phân từ 2 cũng mẫu câu to be phân từ 2 to be của nó sẽ là gì? To be quá khứ là was thì to be hiện tại là gì? To be là đi phân từ hai thì như nào? Phân từ hai là đi thêm ed đúng không? Bây giờ làm xem nào. Xong chưa nào? Lâu quá. Hiện tại là hiện tại đơn cơ mà con. Bây giờ đã thuộc to be ở hiện tại đơn là những cái gì chưa? Hiện tại đơn ý, biết hỉ thì hiện tại đơn là như nào không? Thứ hai, phân từ hai là như nào, là những động từ như nào? Như là cái từ visit hay từ form bạn bên thêm ed thì nó sẽ là như nào? Tại sao ở trên này mình biết thêm từ ed mà ở dưới mình lại không thêm ed nhỉ? Bây giờ tiếp nào, câu 3 nào, làm nốt giống, nó cũng tương tự như câu 2 thôi. Tương tự như câu kia, xem làm có đúng không nào.
chưa? Bây giờ nhá, cô đã ôn rất là kỹ cho phần này rồi đấy. Sau đấy mà còn làm sai nữa thì chịu thua. Nào bây giờ nhá, làm câu 1 này, câu làm 1, 2, 3 xem nào. Khoanh nhá. Câu 1 này, Khuê Văn Các được coi là biểu tượng của Hà Nội thì cái từ coi mà đi với từ S là gì đấy? Unit 6. Đoạn nào nhỉ? Được coi là ta nào đây? Nào A B C D là đọc luôn nào. Cô là ta nào? Cô đã bán A. Ở đây nha, mình sẽ chọn đáp án B, được chưa? Vì nó có cái từ gì đấy? Từ S này, nhớ cho cô Ricard S nhá. Tiếp này, ở đây mình sẽ là dành một chuyến thăm, viếng thăm sẽ là pay a visit, được chưa? Tiếp, cái phòng thí nghiệm thì nằm ở, khi có to này thì bạn chọn đáp án nào? Next to, near to, in front to, behind to. Đáp án nào? A. A, next to. Chưa? Tiếp, you better, head better, sau đấy phải cộng một động từ nguyên thể, nhớ kỹ cho cô cái này nhá, cần thiết ghi vào. Nghĩa là tốt, tốt hơn hết là nên làm gì đó, được chưa? Tốt hơn hết là nên làm gì nếu cần thiết ghi vào. Head better ấy, hoặc head better viết tắt là cái phẩy D này. Đấy là viết tắt của nó nhá. Là tốt hơn hết là nên, được chưa? Cộng verb nguyên thể. Nhớ kỹ là verb nguyên thể. Tiếp này, câu số 5, University thì nó là người hay là vật đây? University là trường đại học thì nó là người hay vật nhỉ? Ừ.
Vâng, thế bây giờ bạn sẽ chọn câu chủ động hay bị động? Bị Thường động. bị động thì đáp án nào nhỉ? To be phần thứ hai đâu? Đúng cô là câu B. Câu B được chưa? Nhớ kỹ đấy. Câu 6 nhá. Tôi nghĩ rằng trường đại học Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai tại United Kingdom. Thì bạn không quan tâm đến ở đây nó second hay là most, nhưng mà bạn cứ nhìn thấy có the nhá, được chưa? Is the, sau đấy có thể là most second third gì đó, cái này thì không quan tâm. So sánh nhất, được chưa? So sánh nhất là có the ấy, nhớ không? So sánh nhất. Tiếp này, 2 days ago. 2 days ago sẽ là thì gì? Ago là thì gì đấy? Câu là có Ago là thì gì? thì quá khứ Quá khứ, thế đây we là chúng tôi, là người hay là vật? người. Người, thì bây giờ bạn sẽ chọn là quá khứ hay là hiện tại đây? À nhầm, cô ba sẽ chọn chủ động hay bị động? Đó. Đáp án nào? Quá khứ này xong lại chủ động thì là đáp án nào đây? Đây. Đọc to lên xem nào. Đây. 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 Ây, được chưa? Tiếp này. Cái này này, institution. Nghĩa là cái tổ chức, được chưa? Hoặc là cái trường học đấy. Thì nó là người hay vật? Nó là Học viện ấy, nó là cái học viện vâng này. Rồi. Nhưng mà nhớ cho cô nhé, tuy là vật ở đây nhưng mà chúng ta lại có cái từ consist này này. Đây là câu hơi nâng cao một chút. Thì đối với từ consist nhá, bạn nhớ này, đối với cái từ consist này là từ bao gồm này. Đối với cái từ này nhá, thì kể cả chủ ngữ có là vật đi chăng nữa, nhớ chưa, thì vẫn là câu bị động, à vẫn là câu chủ động, nhớ nhá. Đối với cái từ consist này nghĩa là bao gồm này, thì kể cả chủ ngữ có là vật đi chăng nữa thì nó vẫn là câu chủ động, được chưa? Thế là đáp án nào nhỉ? Đây là hiện tại đơn nhá, chủ động hiện tại đơn, đáp án nào đấy? đáp án Đã chủ động mà con. động Ski. Nào, ở nhà đã có mẫu câu chủ động bị động chưa? Kể cả trên lớp cô giáo cho chép chưa? Về nhà ôn kỹ lại mẫu câu chủ động bị động để làm bài tập. Bạn nhớ chưa? Bây giờ bắt đầu phải ôn unit 6, 7, 8. Ở phần unit 7 thì nó thường là dễ rồi. Chỉ cần học thuộc từ vựng thôi. Đấy, unit 8 nó khó phần ED và INT. Cũng không, thực ra không khó lắm đâu. Còn phần unit 6 câu chủ động bị động mới là phần gì nhỉ? Dễ là khó nhất. Nhưng mà chắc chắn là sẽ câu chủ động và câu bị động nhất là cái phần bạn không bao giờ thoát được. Nó sẽ đến tận đại học vẫn có thôi, được chưa? Lên đại học đến lúc sau này đi làm ra ngoài đời dùng tiếng Anh vẫn sẽ có. Về nhà nhá, ôn lại kỹ này. Cái thứ hai hôm sau trước khi mà đến giờ học ý, nhớ phải gì? Mang sách vở ra trước, nhớ chưa? Cái thứ hai này trong giờ học tuyệt đối sẽ không được gì, không được làm việc riêng, nhớ chưa? Nhớ chưa? Trong giờ học tuyệt đối không làm việc riêng này. Chứ không phải là nhá, cô nói con này,
Con cứ tỏ ra là gì con khó chịu thôi, nhưng mà trong giờ học nhá, mà bạn cứ làm như thế này nhá, mà lâu quá không có kết quả nhá, thì cô cũng không thể nào mà mãi có trách nhiệm là gì nhắc đi nhắc lại ôn đi ôn lại cho con đâu, về sau cô dạy qua loa đại khái đấy, nếu như con cứ học như này, nhớ chưa, nhắc nhở nhiều lắm thế đấy. Thôi rồi nghỉ đi.